Xin chào mấy bạn. Nhà mình sao mà hai ngày cúp nước. Mình ở đây mình nuôi chồn, mình sử dụng hoàn toàn 100% là nước cây để vệ sinh chuồng trại và tắm chồn. Và hôm qua nay nhà mình bị cúp nước, tới bây giờ sáng hôm nay vẫn chưa có. Thì mình không có thể tắm chồn và mình vệ sinh chuồng trại cho chồn được. Sẵn đây mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn biết được cái ưu điểm của cái chuồng mà làm ở trên cái ao, và cái khuyết điểm của cái chuồng mà làm trên cạn, đặc biệt là đối với những anh em mà bận rộn, không có thời gian nhiều mà để tắm chồn thường xuyên, vệ sinh thường xuyên, thì mình sẽ bộc lộ ra được cái ưu điểm rất to lớn của cái chuồng làm trên ao. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái chuồng mà làm ở trên cạn. Ở đây mình là lót tấm đáy bằng tấm alu để làm cái máng hứng đổ về cái ao của mình. Còn những anh em khác thì có thể làm lót gạch men. Bên dưới thì cũng sẽ có tình trạng chung giống như mình, là nếu mà sáng mình nuôi chồn mà ngày hôm đó mình bận công việc gì đó, mình không có vệ sinh chuồng trại được, hoặc là bị cúp nước như mình, thì cái chuồng trại mình nó sẽ rất là dơ, nó sẽ rất là dơ, nhìn rất là mất vệ sinh. Và nó kèm theo đó là lâu lâu nó sẽ thỉnh thoảng có cái mùi mà nước tiểu của chồn. Vì những con chồn, phân của chồn thì ít thôi, nhưng mà nước tiểu của chồn thì sẽ có mùi khai. Và đặc biệt là những con chồn mà mẹ đang nuôi con, thì mẹ nó liếm con, nó liếm phân của con nó luôn, cho nên mẹ nó đi ra phân có mùi. Còn những con chồn bình thường, chồn bi và chồn tơ thì sẽ hạn chế được cái mùi phân, nhưng mà nó sẽ bị mùi khai. Sáng này là mình cho chồn ăn cử sáng rồi, cho ăn chuối. Mấy con này là mình đang nung thêm cho nó ăn, cho nó tròn lên chút xíu, lên giống nó hơi ốm, nhưng mà nó cũng ăn được trái đầu, và trái thứ hai cho nó cũng chưa muốn ăn lắm. Đây, bây giờ mình cho mấy bạn coi cận cảnh ở dưới cái máng của mình, cái máng mà bên dưới chuồng á, cho nhìn sau hai ngày không có nước. Cái này là chỉ sáng hôm qua là mình có vệ sinh rồi, chỉ từ chiều, từ sau khi vệ sinh hồi sáng ngày hôm qua tới sáng ngày hôm nay, chỉ qua một đêm thôi. Mình cho mấy bạn nhìn nè, rất là dơ, rất là mất thẩm mỹ cái chuồng của mình. Mình đi ra mình dòm, mình thấy nó không có vừa mắt của mình lắm. Các bạn thấy không, đây là cái chuồng trên cạn nè, nhìn nó rất là dơ, tại vì mình không có vệ sinh được, không có nước để vệ sinh, đi nhiêu nằm trên đây. Bây giờ mình khi mà hôm nay mình không vệ sinh được, mình mới để ý thì mình thấy chuồng chạy á, cái của cái chuồng trên cạn á, giờ rất là không được sạch sẽ. Nhưng mà trong chăn nuôi chồn á, là chuồng trại là rất là quan trọng. Chuồng trại là phải sạch sẽ, sạch sẽ, và đặc biệt á, là phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại thì chồn nó mới khỏe mạnh được. Chồn chuồng trại mình sạch sẽ thì mình sẽ ít vi khuẩn thì con chồn mới khỏe mạnh. Còn mình mà để chuồng trại dơ thì con chồn nó nhiều mật độ vi khuẩn cao, thì khả năng con chồn nó bị bệnh là chuyện bình thường.
Đó, cho nên là trong chăn nuôi chồn cái lưu ý là mình phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Đó, đây đây là chồn mẹ đang nuôi con, cho nên là nó nuôi con nó đi phân rất là nhiều. Rồi đây là cái chuồng mà trên cái ao ở nhà mình, vì điều kiện không có thể có cái ao tự nhiên để làm, cho nên mình làm ao nhân tạo. Cái mô hình ao nhân tạo này á thì nó sẽ rất là phù hợp cho với những anh em mà không có điều kiện có ao, mà muốn làm một cái ao nhân tạo để mà mình để chuồng chồn lên, nó có thể nó vệ sinh hơn, có thể là nó được vệ sinh hơn. Và những anh em mà đôi khi không có thời gian nhiều vào buổi sáng để vệ sinh chuồng trại á, thì có thể hai ba hôm ra vệ sinh tắm rửa cho chồn, thì cái mô hình ao này nó sẽ rất là sạch sẽ và nó phù hợp cho anh em là đỡ công phải xây dựng một cái hệ thống xử lý phân cho chồn. Thì mình muốn xử lý phân cho chồn thì mình đã có hệ thống ao này, mình thả thêm cá chê vào đây, mình thả cá chê thì khi chồn mà có đi phân có đi tiểu thì nó sẽ trực tiếp xuống cái ao này và cá chê sẽ xử lý phân cho mình, và nước tiểu nó hòa vào trong nước ao, nó sẽ không có mùi khai, là rất là tuyệt vời. Đó là hiện tại mình đã thực tế cái mô hình này chắc cũng tầm từ hôm Tết tới giờ cũng lâu rồi. Đó là mình thấy cái mô hình nuôi trên ao này khá phù hợp tới những anh em mà không có thời gian thuần chăn nuôi mà đi làm chăn nuôi thêm, thì cái mô hình nuôi trên ao nó rất là thuận lợi. Nó thuận lợi ở chỗ cái khoảng vệ sinh cho anh em. Anh em có thể là từ từ hai ba hôm mình vệ sinh một lần thì cái chuồng trại mình nó vẫn sạch sẽ, nó không có bị mùi khai của nước tiểu hay mùi phân của chồn. Thì khi mình đi ra cái chuồng chồn thì cái quang cảnh không khí nó không có mùi hôi này nọ, thì mình cảm thấy là mình đã sảng khoái rồi. Thì con chồn thì nó cũng như mình thôi, sạch sẽ, sảng khoái, đẹp đẽ. Chứ còn mà ra mà nghe mùi là nó sẽ không thoải mái. Và cái chuồng mà ở trên cạn nó còn một cái khuyết điểm nữa, cho dù mấy bạn có vệ sinh chuồng trại mỗi buổi sáng thì khi ban đêm chồn, chiều và đêm chồn nó sẽ đi phân và nó đi tiểu, thì mình ra chuồng chồn mình vẫn thấy phân dơ và nó vẫn có cái mùi khai của nước tiểu. Nếu mà ban đêm đi ra chuồng chồn sẽ có mùi khai nước tiểu. Đặc biệt là anh em mà nuôi số lượng nhiều mà làm không thoáng hung thì dắt tối ra chuồng chồn nó nghe mùi nước tiểu rất là nhiều, thì nó cũng ảnh hưởng không tốt tới cái thính cái mùi của mình, cái lỗ mũi của mình. Thì mình đi ra đó, nhiều khi đôi khi mình ra mình ngồi mình phối chồn này nọ thì mình nghe cái mùi khẳng phật lên á, nhiều khi mình cũng ngất xì rất là nhiều. Đây là những cái chuồng trên ao là sáng ra là nó sạch sẽ vậy luôn đó. Chỉ có những cái miếng ăn này thì nó dính là những cái mà thức ăn cho chồn ăn thôi. Còn lại nè, chuồng nè sạch sẽ, sạch sẽ đẹp đẽ. Nó đi trực tiếp xuống cái ao này luôn. Thì mô hình này là nó xử lý phân cho mình và cung cấp thêm một lượng thức ăn cho chồn, thêm cho chồn, đặc biệt là cá chê. Thì vì cá chê mình đi mua thì nó mắc hơn cá phi, mắc hơn ếch. Thì mình kết hợp chồn nuôi cá, cá nuôi chồn thì nó sẽ giảm thiểu được tiền thức ăn cho mình rất là nhiều.
ở đây mình thả 10 kg, 10 kg cá giống, thì tới nay là mình đã bắt khoảng 8-90 kg cá rồi, nhưng mà vẫn chưa nhúc nhích gì hết. Đây, bữa nay nắng lên rồi là trộn đồ cũng tắm nắng nè. Và cái khuyết điểm của cái mô hình trên ao này á, là khi mà con tròn á, phói á, thì nó sẽ rớt luôn cái cục cục tinh á, cục mà để nhận biết được tròn phói đạt hay không á, nó sẽ rớt xuống ao luôn. Thì đôi khi mình sẽ không biết nó phói đạt hay không. Thì cái cách mà để mà giải quyết của mình á, là mình sẽ dùng một cái tấm alu, mình cắt, mình máng ở dưới cái đáy chuồng tròn, mà những cái dải tròn mà mình chiên phói á, những cái dải tròn tròn là mình mà chiên để đi phói tròn á, thì mình sẽ máng cái máng alu bên dưới, thì khi con tròn mà nó phói á, nó sẽ rớt, nó dính vào đó đó, giờ mình quan sát thôi. Và qua cái mùa phói rồi thì mình gỡ ra, mình làm bằng cái móc mình máng thôi, chứ mình không cần phải gắn cố định đó. Và sắp tới mình làm chuồng trại mới. Ở trên ao này thì mình sẽ dùng là tấm đáy inox với cái kẽ là 2,5 cm vuông, thì nó cũng sẽ hạn chế được khả năng mà đôi khi tròn nó ăn bị rớt thức ăn. Sau khi trải nghiệm thì mình sẽ khắc phục. Và mình hiện tại mình đây thì mình thấy cái nuôi trên ao này rất là phù hợp cho những anh em mà không có thời gian. Rồi, clip cũng hơi dài, mình chỉ giới thiệu với anh em tới đây thôi. Tuy nói nhiều nhưng mà mình chia sẻ những cái mà thực nghiệm thực tế của mình cho anh em, để anh em có cái định hướng cho mình. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào một cái dịp sau. Chúc anh em chăn nuôi thành công.